Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Vario nâng cấp gói độ hơn 200 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái chiếc Honda Vario cái thế hệ năm 2007 được một banker ở Sài Gòn độ lại với tổng chi phí khoảng là hơn 200 triệu đồng. Là một cái mẫu tay ga nhập khẩu được ưa chuộng nhất ngày nay, Honda Vario trở nên là rất phổ biến trên những bản đồ đắt giá. Hiện nay những cái dòng là Vario 2019 đã chiếm được rất đông đảo hơn các thế hệ đầu tiên do kiểu dáng là khá hầm hổ cùng mức giá cũng rất dễ chịu. Và những mẫu Vario đời cũ vẫn được nhiều banker rất yêu thích nhờ vào kiểu dáng góc cạnh nam tính đặc trưng riêng. Một banker tại thành phố Hồ Chí Minh đã chi hơn 200 triệu đồng để lột xác cái chiếc Vario thời cũ của mình với loạt trang bị độc đáo và đắt giá. Điểm nhấn của con tay ga này nằm ở phần nhão, được sơn cái lớp carbon phân nhỏ rất đẹp. Khoảng là 90% diện tích bề mặt của phần nhão được phủ cái chất liệu này. Một vài chi tiết bằng nhựa nhám được giữ nguyên bản. Toàn bộ cái phần carbon này được gia công bởi những tay thợ Việt. Ngoài cái dàn áo carbon, chiếc xe còn được trang bị hạng tá như một tựa những phụ tùng đắt giá. Đáng chú ý nhất chính là cái dàn chân trước. Điểm nhấn là cái giảm sóc upside down đến từ Audin được làm lại phục vụ cho cái chiếc Vario. Hệ thống phanh được nâng cấp là không kém. Phía trước là một cái bộ phanh đĩa kép tương tự những mẫu mô tô quốc lớn cùng chiếc kẹp phanh Rainbow Bridge Nikkei TB AX 100mm cùng với đĩa phanh là Gaffer 245. Phía sau vẫn là kẹp phanh Rainbow Nikkei 2 bít xứng cùng với đĩa Gaffer là 245 tương tự bánh trước. Kết nối toàn bộ hệ thống phanh trên bản đồ này là cái bộ EDO theo chu kỳ bóng đầu S. Cái giảm sóc sau là giảm sóc Audin TTS rất đắt giá. Tại trường nước ngoài thì cái dòng giảm sóc này có mức giá là hơn 30 củ. Khu vực phía đông, chiếc xe được trang bị cho mình cái cụm tay phanh của Rainbow AX 16-19, cái công tắc CC bình dầu AM, cái cụm ga Renault XM2 đi cùng với ống ga Titan. Cái bản đồ Vario còn có dùng chi bình một cái chỉ lực của Matrix với 16 nút chỉnh nhờ qua phần ti vàng cũng khá nổi bật. Nguyên bản thì Vario hay cũ ở dùng chi bình ổ khóa cơ, nhưng hôm nay em ấy được người chủ lên luôn cái chìa khóa smart key cho cực kỳ tinh tế. Chiếc xe còn được trang bị cho mình một cái ống xả Yoshimura ASI đi cùng với cái dàn cổ bộ titanium cho ra thứ âm thanh rất ồn ào. Sacha 110 đột ngất ngay với cái dàn ghi đông bạc chịu. Dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp. Không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết cho một chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa đầy tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn cái tông màu xanh tím vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắc đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kỹ hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow AZ đi cùng với cốt combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe.
phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sẽ được rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ đăng STP được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sachia F1-50 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm hết ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.